Nó là một cái di trùng độc, mà mấy cháu hỏi một cái câu này là rất là khó chú, mà chú thì hồi đó giờ chú thích lắm, chú thích mấy cái câu hỏi khó lắm, nó thiệt chú thích mấy cái khó lắm, chứ con người mà dễ ăn dễ nói có nó tầm thường lắm. Cái vậy thì cái bệnh mà nó nan y, cái bệnh nó hấp hối nó gần chết đó, mà mình kiếm được ông thầy đó mới mới là quan trọng. Còn dùng cái chuyện mà ngoại cảm sổ mũi nhức đầu lấy xuyên tâm liên uống vô thì cái chuyện đó bình thường lắm, Mất công đi kiếm thầy bất ông công mình nó đâu có giá trị đâu, dùng cái đó tốn 3.000 5.000 bạc là mình hết rồi. Như vậy thì cái con virus này nó là theo cái nhận định chú nó là siêu vi trùng, nó là một loại vi trùng dữ đó, mà không phải chú nói dữ đây là chú hù dọa, mà không phải chú nói dữ đây là chú mê lầm, mà chú nói dữ đây là chú chứng minh. Bây giờ mấy cháu không tin, mấy cháu lên mạng mấy cháu hỏi hết trơn tất cả những cái vũ trụ đi rồi mình mới xác định được nó. Nếu mà nó không dữ tại sao mình bó tay sợ hả? Không có sợ mà bó tay, mình sợ là không có sợ đó, bởi vì sợ nó cũng không khỏi đâu. Rồi chút xíu nó chú nói mấy cháu nghe được, cái sợ không có khỏi đâu, bó tay có nghĩa là hình như bây giờ muốn bất lực rồi, bất lực. Thuốc men gì bây giờ nó nè, nguyên tử hạt nhân nó không sợ nè. Mấy cháu nói, chú nói mấy cháu nghe, nguyên tử hạt nhân là cái thứ dữ nhất, cái loại người mình ớn nhất cái loại nguyên tử hạt nhân đó. Rồi cái súng đạn bắn nó không sợ nè, cái rồi tên lửa bắt lửa cái gì nó không sợ chứ, mà cái đó là nhiều khi giúp sức cho nó nữa. Cái đó nó càng có nhiều chừng nào thì cầm mà giúp sức cho cái con vi trùng độc rồi nè, bị cái mưu đồ nó là nó muốn diệt cái quả báo, nó muốn diệt những cái người mà sát giết dòng họ nó quá chiều tàn lâu rồi, không phải mới đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả cộng đồng hội đồng mạng, hôm nay cũng có cái hữu duyên gặp lại tất cả những anh em. Thì cái lời nói đầu của tôi đó không có cái gì nó quá cao siêu, mà bởi vì tôi thường thường tôi lên cái mạng xã hội tôi đặng trước nha, bởi vì cái người dốt đi tìm cầu học hỏi, cho nên đầu tiên đó gửi lời chúc mừng và cầu chúc cho tất cả những cái đồng bào nhân loại trên cái vũ trụ này gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và có hạnh phúc chứ đừng có đau khổ. Bớt đau khổ đi, vì mình khổ hoài, cho nên mình cầu mong những cái con người trên thế giới này bớt bớt khổ đau, cái đó là cái mong cầu của mọi người. Rồi bây giờ như vậy thì anh em gặp gỡ nhau thì cái đây là tôi cũng xin thưa, bây giờ đời con người ai cũng phải có cái tìm hiểu, ai cũng phải có cái học hỏi, mà mình từ đứa nhỏ lớn lên cũng phải học hỏi, hay là cái người cao siêu cũng phải học hỏi, mình có học rồi mới có hiểu, mà có hiểu được thì mới làm được. Như vậy thì mấy cháu cần cái gì mà tiếp cận những cái biết hiểu đó thì mấy cháu có việc, anh em có việc đưa lên hỏi. Còn nếu mà những cái gì mà chú chưa biết thì chú cũng phải học lại, bởi vì bánh sắp đi thì bánh quy nó trao lại. Dạ. Rồi nó môi thì mấy cháu cần gì mấy cháu cứ hỏi. Dạ kính thưa ông Năm, thì vừa qua đó thì dịch bệnh cũng đã vào năm 19 và 20 thì cũng đã lan tràn rất là nhiều. Thì theo như ông Năm đó thì Sài Gòn sẽ bị căn bệnh dịch tiếp theo là sẽ bùng phát trở lại không ông Năm? Và như thế nào thì ông Năm có thể trình bày cho bà con cô bác được biết. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi của cháu nó cũng cái câu hỏi của cháu nó cũng rất là thực tế, nó cũng rất là thực tế. Mà ở đây thì theo mà cái mạng xã hội người ta cũng có giải cách này giải cách kia, hay người ta cũng có nhận định xác định nó cũng rất nhiều. Vậy thì ở đây chú muốn nói mấy cháu một cái là căn bản của trong tôn giáo, bởi vì chú là cái người học hỏi theo đạo, mà đồng thời bên cạnh đó chú cũng thường học hỏi theo cái mạng xã hội. Nói chung là chú cũng rất cảm ơn mạng xã hội, mình nói sao còn trước nhất là chú cũng rất cảm ơn Tam Bảo, bởi vì Tam Bảo là những cái người đã thông hiểu tất cả những cái vũ trụ cái sự vật. Rồi bên cạnh đó cái mạng xã hội người ta cũng chứng minh được những cái sự việc trên cái trần gian này không phải một chuyện. Mấy cháu nên nhớ là nó trùng trùng điệp điệp tất cả những cái chuyện, chứ không không phải là một chuyện. Mà nhưng ở đây mấy cháu đặt một chuyện, đặt một chuyện này nó cũng không phải dễ mà nó cũng không phải là khó.
Như vậy thì theo cái quan điểm của chú nói riêng ha, tất cả mấy cháu đây nói chung hay là tất cả những đồng bào trên nhân loại này đó nói riêng, bây giờ mình tìm hiểu coi cái con dịch bệnh nó là cái gì mà nó phát xuất từ đâu mới được. Chứ bây giờ nếu mà mình không biết nó là cái gì mà nó phát xuất từ đâu rồi cái nguồn gốc nó không có, mình lấy cái gì đâu để mình chứng minh. Nói vậy thì anh em chúng ta có biết được không, biết cái con virus này nó là con vật nó phát xuất từ đâu không? Ví dụ như nó từ cái con người tạo ra, nó thí dụ như con người tạo ra là ai tạo, tạo nó bằng cách nào, đó mình biết cách đó thì mình mới có cái thể mình cứu trừ nó được. Rồi hoặc giả bây giờ nếu mà con người không có con người tạo, như vậy là thiên nhiên tạo hay là con người tạo? Thì cái đó theo mấy cháu có hiểu được chút nào không, mấy cháu đóng góp thêm với chú coi bây giờ mấy cháu có biết được con virus này nó từ ở đâu nó có không? Trung Quốc mà ai xác minh, ai nhận được nó là con virus của Trung Quốc? Bây giờ thí dụ như bây giờ chú cũng nghe đồn nó con virus này từ cái thằng Trung Quốc cái trong cái lò thí nghiệm của nó cấy từ con dơi con bọng gì tùm lum hết trơn, nhưng mà bây giờ xác minh ở quốc tế bây giờ ở cái y tế WHO bây giờ nó cũng chưa xác định được, mà mình nói con virus Trung Quốc thì cũng chưa đủ chứng cứ. Dạ, tại vì cái chuyện em muốn với con cháu nó cũng không hiểu bao nhiêu đâu, bây giờ nhờ ông Năm cho biết nó luôn, ông Năm ơi cho tôi biết thêm thôi. Thôi bây giờ thôi đi, bây giờ thôi nói gì mà bỏ qua đi, mình dập tắt nó đi. Bây giờ mình khỏi cần biết nó đâu có hết trơn, bây giờ mình biết mặt nó thì mình tính rồi. Rồi vậy đi. Rồi vậy thì thôi, cái con virus này nó là một cái loại con vi trùng độc đi. Mình nói nó là con vi trùng độc đi, còn cái tên tuổi của nó thì dân gian đặt không hà. Mình muốn đặt nó cái gì mình đặt, mình muốn kêu nó cái gì mà kêu. Nhưng mà mình gọi nó là một cái con vi trùng độc. Nhưng mà tại sao phải có con vi trùng độc? Sao không có mấy cái vaccine hay vaccine giỏi mà tại sao có con vi trùng độc? Ví dụ như thay có vaccine giỏi thì con người mình mới hưởng nhờ. Vaccine giỏi là nó giúp cho mình bổ khỏe, nó giúp cho mình ăn dưỡng, nó giúp cho mình an toàn. Đó, mà không có vậy là tại sao có con vi trùng độc? Vì thì con vi trùng độc này nó là cái quả đó. Mà nếu mà ở trên cái vũ trụ này mà không bao giờ một cái vật nhỏ vật lớn nào mà đi được cái việc nhân quả. Ở đời không có cái gì đừng không mà nó có nhân mới có quả, chứ không bao giờ đừng không mà nó đến với mình. Như vậy thì cái con vi trùng độc này nó bắt chước từ ở cái con người. Nó bắt chước từ ở con người. Tại sao tôi nói bắt chước từ con người, mà con người là con người chung nha, anh em mình đây cũng là con người. Như vậy tại sao vậy? Mà tôi nói đã con người muôn loài, nếu tôi nói là con người mình thì mình không có dám kêu muôn loài, mình kêu loài người thôi. Còn mình kêu muôn loài đó là vạn vật, cái muôn loài vạn vật nào nó cũng có cái truyền thống của nó, nó cũng có cái truyền thống của nó, tức là nó có một cái dây chuyền, nó cũng có ông có bà có cha có mẹ có tổ có tiên có phe có nhóm nó, chứ đâu phải loài nào như loài kiến đó, thì nó cũng có một cái dòng cái họ của nó. Rồi tất cả muôn loài nó đều có một cái liên quan, cái dòng họ mà cái tình thương tình cảm nó lắm. Mà nếu mà đã nó có một cái sự liên quan tình cảm nó thì nó có cái cơ cấu, nó có chú tể chứ. Ví dụ như mình có dòng có họ, mình có ông nội, ông cha, ông cố thì mình có con có cháu. Thì thôi bây giờ tôi trở lại đi. Sở dĩ mà cái biết của tôi thôi nghe. Còn những cái chuyện gì nhận định của anh em cao siêu hơn nữa thì cái phần đó mình nhường cho người ta. Cái gì thì mình bình tĩnh chút xí. Bình tĩnh chút xí, mình nhìn lại coi nó có đúng hay không. Bây giờ mình nhìn từ bản thân mình thôi. Mình từ nhìn từ bản thân mình ra rồi mình nhân lên cái vũ trụ này nó có đúng hay không. Bây giờ cái bản thân của mình từ sáng tới chiều, tôi nói một ngày thôi, chứ đừng có nói gì tới một đời. Một đời nó lâu lắm. Một ngày mình có va chạm, mình có đụng chạm gì với cái thân tộc bà con người nào sinh trên xuống dưới không? Thôi thôi tôi nói dốt đi. Bây giờ coi sáng coi mình có ra kiếm chuyện, mình có chữ ông chữ bà, mình có chữ cô bác, mình có gây chiến ở trong cái xóm diện mình đầu trên xuống dưới không? Có không? Nếu mình có thì mình phải chịu làm sao? Ví dụ như mình có gây chiến với người ta, mình lại mình chữ bới, mình làm cái chuyện này với người ta thì nhất định cái đó nó sẽ trả lại cho mình. Còn nếu ngược lại mình không có gây thì sao? Ví dụ như cuộc đời mình mà đừng cái sáng nay bữa nay mình đừng có gây chiến, đừng có gây cái mâu thuẫn, đừng có gây những cái chuyện gì với người khác thì người ta đâu có kéo dọc cái họ lên tới cái nhà mình ta cào ta chửi đâu. Cái đó bây giờ mấy cháu nhận định coi nó có đúng không? Bây giờ thí dụ như bây giờ cái gia đình của tôi muốn yên, dòng họ tôi muốn yên, mà anh Lợi anh kéo dòng cái họ anh Lợi anh đàn áp, anh sát giết, anh chặt đầu, anh chửi bới gia đình tôi hoài thì nhất định là tôi phải phải báo đền thôi.
Như vậy thì cái bệnh này đó không phải nhân không nó có, bị con hôi tước này nó là chúa tể của những cái loài súc sanh, những cái loài vạn vật. Mình nói rõ đi, bởi vì mình đã gây quá, gây nhiều với những cái loài vạn vật rồi thì nó phải cầu cứu chứ. Bây giờ anh em mình thấy trên thế giới trên này ai cũng vậy thôi. Mà cái nước này mà tôi không có xâm phạm với anh, mà anh xâm phạm với tôi quánh là không lại anh, thì tôi cũng cầu đồng minh tôi tiếp, tôi để tôi đối phó lại với anh thôi, phải không? Cái đó là cái dĩ nhiên à. Vậy thì theo cái quan điểm của chú á, tin tưởng trong cái Phật giáo ha, và nghiên cứu được rõ trong cái khoa học đây là do một cái định nghiệp. Cái định nghiệp là do cái con người mình gây quá gây, mà không phải một cái bệnh này đâu, nó còn trùng trùng điệp điệp tất cả các bệnh tới đây, tùy theo cái mâu thuẫn, tùy theo cái nhân quả mình gây. Cái đó là cái quyết định chung đó. Mà bây giờ sau khi mà chú đã trao đổi với cháu xong rồi, mình biết những cái nguyên nhân ở đầu đó, thì cái qua cái giai đoạn thứ hai đó thì mình phải làm sao. Bây giờ mình muốn làm sao cho được cái bản thân của mình được êm ấm, rồi mình muốn làm sao cho một cái xã hội được an hòa. Bởi vì cái bản thân mình được yên ấm đó, thì cái xã hội nó mới được yên hòa. Mà cái bản thân mình không ấm thì cái xã hội này nó sẽ loạn lạc hoài, chứ nó không bao giờ yên ổn được, phải không? Bây giờ thôi mấy cháu nói cái con virus này nó là một cái vi trùng độc. Mà mấy cháu hỏi một cái câu này là rất là khó chú, mà chú thì hồi đó giờ chú thích lắm, chú thích mấy cái câu hỏi khó lắm, nó thiệt, chú thích mấy cái khó lắm. Chứ con người mà dễ ăn dễ nói có nó tầm thường lắm. Cái gì thì cái bệnh mà nó nan y, cái bệnh nó hấp hối nó cần chết đó, mà mình kiếm được ông thầy đó mới là quan trọng. Còn dùng cái chuyện mà ngoại cảm sổ mũi nhức đầu lấy xiên tâm liên uống vô thì cái chuyện đó bình thường lắm. Bất công đi kiếm tiền, mình đâu có giá trị đâu, dùng cái đó tốn 3.000-5.000 bạc là mình hết rồi. Như vậy thì cái con virus này nó là theo cái nhận định chú, nó là siêu vi trùng, nó là một loại vi trùng dữ đó. Mà không phải chú nói dữ đây là chú hù dọ, mà không phải chú nói dữ đây là chú mê lầm, mà chú nói dữ đây là chú chứng minh. Bây giờ mấy cháu không tin, mấy cháu lên mạng, mấy cháu hỏi hết trơn tất cả những cái vũ trụ rồi đi, rồi mình mới xác định nó. Nếu mà nó không giữ, tại sao mình bó tay? Hả? Không có sợ mà bó tay. Mình sợ là không có sợ đó, bởi vì sợ nó cũng không khỏi đâu. Rồi chút xíu nữa chú nói mấy cháu nghe được, cái sợ không có khỏi đâu. Bó tay nghĩa là hình như bây giờ muốn bất lực rồi. Không có chị không làm. Bất lực. Thuốc men gì bây giờ nó nè. Nguyên tử hạt nhân nó không sợ nè. Mấy cháu nói, chú nói mấy cháu nghe, nguyên tử hạt nhân là cái thứ dữ nhất, loại người mình ớn nhất cái loại nguyên tử hạt nhân đó. Rồi cái súng đạn bắn nó không sợ nè. Thế rồi tên lửa bắt lửa cái gì nó không sợ chứ. Mà cái đó là nhiều khi giúp sức cho nó nữa. Cái đó nó càng có nhiều chừng nào thì cầm giúp sức cho cái con vi trùng độc rồi nè. Bị cái mưu đồ nó là nó muốn diệt cái quả báo. Nó muốn diệt những cái người mà sát giết dòng họ nó quá nhiều tàn lâu rồi, không phải mới đâu. Cái nghiệp báo chúng sanh không phải mới gây cho một đời đâu, không phải mới có 1-2 năm trước đâu, mà nó là hồi từ vô thủy tới bây giờ đó. Mình nói theo hiện kiếp đây đó, là từ cha mẹ sanh ra, nếu mình không có duyên với Phật pháp là mình đã lâm dấp vào những cái con đường tội lỗi rồi, mình đã vi phạm với nó rồi, là mới lên là mình bắt đầu mình đập bầm sát vô mạng, mình thường mạng giết một dao, mình thường một dao. Có nghĩa là mình làm quá nhiều rồi, bây giờ tới đây là tới cái ngày tới cái ngày này là cái ngày đáo đầu. Cái ngày đáo đầu tức là cái ngày nó phải chung cuộc, chứ không bao giờ mà nó diễn biến đó. Vậy thì bây giờ kết luận lại chuyện bình thường luôn đó, bây giờ kết luận lại là nó là một cái loại con siêu siêu vi trùng. Siêu vi trùng đầu đó thì bây giờ thế giới người ta bó tay, mà nó không phải con siêu vi trùng, nó muốn giết anh nó giết, mấy cháu yên tâm. Bởi vì mình nếu không thiếu nợ chứ ai đến đòi, mình không có gây nó thì mình có thể mình giữ được an toàn chút đỉnh, còn nếu mình có gây nó thì chắc là mình khó trốn rồi đó, khó trốn rồi đó. Mà bây giờ mình nói cái đó khó trốn là mình nói đâu phải là mình nói khó trốn đâu có nghĩa là mình bó tay. Mà như vậy thì nếu mà mình còn giải quyết được thì mình phải có một cái cách. Bây giờ theo mấy cháu quan hiểu bây giờ cái cách nào
Ví dụ như bây giờ mấy cháu hỏi, mấy cháu phải biết, mấy cháu biết chút đỉnh mấy cháu hỏi bây giờ có cách nào. Bây giờ ở thế giới bây giờ thuốc men giờ người ta cũng không có thể nào người ta theo nổi. Không có không theo nổi là bị vì cái tiến bộ của mình chậm nó. Yeah. Nó nhanh hơn. Đúng rồi. Mình thí dụ như bây giờ mình ngồi lại mấy ông bác sĩ, mấy ông thạc sĩ bên y khoa đó, ngồi để mà theo theo dõi kiếm vaccine vô vô mình vô cái phòng mình chế vaccine. Mình vừa chế đó có con vaccine này rồi, có con vi trùng đó là bắt đầu nó biến thể rồi. Nó biến thể nó kéo một cái đoạn khác rồi nữa rồi, tức là cái dòng họ nó rất đông, nó kéo hoài tới bây giờ mình phải làm sao? Thì vậy thì mình phải có một cách đối phó nó, mình phải làm sao? Thằng mấy cháu bây giờ mình phải làm sao để mình đối phó nó? Chứ mình không có tay, nếu mình bó tay là mình phải phải chịu chết chung với nó. Nó bây giờ mình phải làm sao? Rồi bây giờ mấy cháu cứ giữ ý kiến đi, mấy cháu có hiểu sao nói vậy đừng ngại hết. Bởi vì ở đời không có cái gì mà cái đỉnh thế chân á. Mình từ cái chỗ mình dốt mình mới học thông, rồi từ cái chỗ mình thông ít mình mới đến thông nhiều, mấy cháu đừng có ngại. Bây giờ gì là bây giờ thôi, năm nói luôn đi hôm nay. Tôi thấy mình nói hay. Không phải, đừng. Ở đời không có cái gì mà dở hết trơn, không có cái gì mà hay hết trơn, ăn thôi cái bí quyết của mình thôi. Mình tìm, đúng rồi. Đó bây giờ mình phải tìm hiểu qua cái nguyên nhân. Vậy thì nãy giờ chú đã nói cái nguyên các sức sức xứ của nó đó, từ do cái con người cái lòng báo ác. Bị gì cái lòng báo ác là cái lòng vi trùng, mấy còn nhớ nha. Dạ. Cái lòng báo ác là cái lòng vi trùng, mà cái con vi trùng thì nó thường thường nó kiếm cái loại vi trùng không à, chứ không bao giờ nó kiếm mấy cái loại khác nó sống được. Bị gì ta thường thường ta nói là rau nào sống nấy, nó vậy là nó loại vi trùng. Mà nếu mà cái lòng mà nó có hai phần, một cái phần thứ nhất đó, cái thân thể con người mình cơ cấu với loại vi trùng, mình nói theo học nha, cơ cấu với vi trùng là gì? Bây giờ mình ăn các loại động vật, cái này tôi chứng minh cụ thể đó, nếu mà sai đó thì tôi nhờ những cái nhà bác học, những cái nhà nào mà cao minh đó thì mới chứng minh giùm. Bởi vì thường thường người ta nói là cái con vật nó có những cái chất dinh dưỡng, nó có chất bổ trong cái cơ thể nó, máu huyết nó, mình ăn vô để nó hòa hợp với cái cơ thể mình để nó phát minh sức mạnh. Tôi đi hồi lúc mà chú mới ăn chay đó, có biết bao nhiêu người nói ăn mặn yếu lắm, cái ăn chay nó yếu lắm, ăn chay nó không có đủ dinh dưỡng, mình phải ăn mặn cho nó có cái chất lực. Như vậy thì mình ăn mặn là ăn bao nhiêu loài, bây giờ thôi chú không có nói muôn loài. Bây giờ thường thường đây là mình ăn thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt bây giờ nó lăn diễn tới thịt chó, thịt bò, thịt trâu tùm lum để tới đó. Thì bây giờ mấy cháu nào mà có làm y bác sĩ y khoa nghiên cứu về vấn đề vi trùng, vấn đề vaccine đó, mà mấy ông cũng cố gắng giúp đỡ giùm tôi, chỉ dạy thêm những cái ý kiến sai lầm. Bởi vì tôi cái người dốt mà, người dốt ý kiến đâu có rõ ràng. Vậy thì những cái loại máu đó đó, nó là có vi trùng hay không có vi trùng? Nó phải có vi trùng. Con vi trùng không có cái nghĩa là nó xa lạ con vi trùng, tức là những cái loại nhỏ trong cái loại máu. Nó vậy thì tất cả những cái loại máu huyết đó nó đều có vi trùng. Như vậy thì nó vi trùng là nó mới cơ cấu lại với cái con bệnh Covid này nè. Hai cái nó nhập vô thì nó mới dứt mấy con vi trùng đó. Bởi vì nó cái loại nói với nó báo đền với nhau. Mà nếu mà nó xâm nhập vô được cái cơ thể mình là rồi, không bao giờ mình tránh khỏi ở đâu. Bởi vì cái mình ăn hàng ngày nó cơ cấu những con vi trùng đó là con vi trùng tiểu ti, con vi trùng nhỏ. Mà mình gặp con virus này nó là siêu vi trùng, nó vô đó là nhất định là mình phải bó tay, tức là mình phải đầu hàng, tức là mình phải chết đó. Nói như vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Cái đó là tôi nói chung đi, chứ mình không có nói nữa mà nó còn diễn biến nữa. Chứ không phải mình nói đó là mình không có cách. Bây giờ vậy thì bây giờ mình muốn hạn chế nó, mình muốn ngăn ngừa nó ra phải sao? Thì tôi trở lại vấn đề nãy đi. Bây giờ từ trước bây giờ mình đã xâm phạm với cái quyền lợi cá nhân gia đình ta, bạn hiếp ta quá rồi. Bây giờ trước nhất đáng lẽ ra mình nói theo Phật giáo là phải sám hối. Còn mình nói theo cái hiện tiền là phải đi năn nỉ người ta, phải năn nỉ chịu lỗi người ta. Gia đình của mình lại ăn hiếp đám người ta rồi quánh mình, rồi mình phải lại chịu lỗi, rồi bây giờ tha thứ giùm tôi, rồi ban bố tôi, hay là mình nói xin lỗi ha. Nếu mà đi sâu vô chút nữa là phải thường người ta đó, bồi thường lại những cái danh dự người ta, những cuộc sống người ta. Mấy ông trà đạp vào cuộc sống người ta, mấy ông bắt cái dòng họ tôi về, mấy ông đạp, mấy ông đâm, mấy ông chặt, mấy ông bầm, mấy ông mổ. Rồi bây giờ mấy ông biểu tôi tha, mấy ông là tôi tha, tha thằng cháu. Gia đình tôi quánh tôi kìa, quánh con cháu tôi bể đầu bể óc hết trơn, giờ nó nằm nó lởn ngởn hết trơn. Bây giờ mấy ông phải làm sao? Nói vậy thì ý như mấy cháu làm sao? Thì mình phải năn nỉ thôi đi, bây giờ cái chuyện đó nó đã qua rồi.
bây giờ tôi mấy đứa nhỏ này, con cháu gia đình tôi nó lỡ nó dạy, tôi không biết, mình nói trắng là tôi nói tôi khờ dạy, tôi không biết tôi gây, thì thôi bây giờ từ đây sao tôi xin hứa với các ông các bà gì đó, xin hứa với ông các bà từ đây về sau tôi không có dám nữa. Ví dụ đi, tôi không có dám nữa, mình nói cả hối ăn năn mình ta tôn giáo, bây giờ tôi không có dám gây nữa, thì thôi các bà các ông các bà quan hỷ giùm tôi, mà không phải một lần mà phải là nhiều lần. Như vậy thì bây giờ mình phải chịu ăn năn cải hối, có nghĩa là bây giờ mấy cháu phải ngưng lại, ngưng lại, mình không nên bướng tới nữa, mình không nên lấn ranh lấn đất, mình không nên dùa hiếp người cái dòng họ người ta khác nữa, thì người ta mới nhường lại cho mình một phần đất, ta nhường lại cái chỗ ở cho mình đi ngủ. Còn ngắt bây giờ mình lại mình bư, mình cào, mình đào, mình bới, mình thấy mình rối người ta hoài mà mình biểu người ta đi yên mình là chắc không có rồi. Chú tin tưởng là không bao giờ có. Nghe như vậy thì trước nhất á, thì nói theo hiện tiền đó, bây giờ mình phải ngăn chặn lại, tức là mình hồi đó giờ mình đã rồi lỡ giết rồi, bây giờ mình không còn giết nữa, mình phải ngưng lại là một thứ nhất. Nếu mà mình ngưng là một thứ nhất đó thì mình phải chuyển hóa bằng một cái loại cách khác. Loại cách khác là bây giờ mình phải ăn thứ khác, bởi vì mình ăn thứ khác là nó không có vi trùng. Tôi nói thẳng luôn, chú nói ở đây chú không có bao giờ nói qua, mà chú cũng không dám phè phan, chú không dám nói giỏi, bởi vì cái Phật giáo người ta rất có một cái chánh kiến. Khi mà người ta nghe hiểu được cái diễn gì rõ ràng đó, rồi người ta nhất định người ta phải tin tưởng và thực hành làm theo. Thì vậy thì bây giờ mấy cháu so sánh giữa hai cái loại thực vật và động vật, cái này tôi nói để tôi tìm hiểu học hỏi thôi, chứ không phải tôi nói để tôi phê phan, bởi vì tôi cái đó là tôi tự nghiên cứu, tự tìm hiểu theo cái việc làm của mình thôi. Bây giờ loại hai cái loại mũ với máu, cái loại thực vật với cái động vật, mình thấy nó có khác. Cái loại mũ ha, mình để chừng nào để nó cũng không sình, không có dòi, mà thực vật mình để chừng 2-3 ngày là có dòi, tức là nó có vi trùng. Như vậy bây giờ mình muốn trả mình muốn trả lại để cho cái quả báo con virus này nó không tấn công đến mình nữa, nó không giết đến mình nữa đó ha. Thì bây giờ dứt phát là chú nói 100% là mình phải tập ăn lại thực vật, không có được, không có ăn chay, ăn thực vật chứ đừng ăn chay. Bởi vì mình ăn thực vật mà mình cũng có lỗi nữa, có tội nữa, nhưng mà thực vật nó tiến quá chậm hơn. Ví dụ mình ăn thực vật đi, chứ mấy cháu nó ăn chay, mình tu tôn giáo gì, cái xã hội người ta, mấy người kia người ta đâu có bên công giáo, người ta cũng đâu có biết người ta gì. Bây giờ ăn thực vật đi, tức là cử cái ăn sắc chanh đi, rồi mà cái này chú tính không có lâu đâu, một ngày một thôi. Một ngày nay mình ngưng được, mình không ăn được cái loại động vật, mình ăn được thực vật ha, là một ngày đó là máu mình nó đổ đó. Đổi máu là dầu mà cái con virus này nó con vi trùng này nó vô nó kiếm mà không có gặp. Bởi vì mày nói nó tao vô tao kiếm không được, bây giờ nó đi rồi, nó bỏ rồi, nó nhường rồi, nó đi chỗ khác rồi, không còn cái đó nữa. Như vậy là nó tha mình. Bây giờ mình đâu có giết nó, mình đâu có mày nói nó quánh người ta lại, ta coi nó kỹ cái nó không có, là nó tha mình, tức là mình được còn sống đó. Thì cái quan điểm của chú hỏi, chú trả lời mấy cháu như vậy đó. Thì theo mấy cháu còn có thắc mắc cái gì không? Mà nó chưa có rõ đâu, bởi vì chú cũng nói hoài là với mấy cháu là bây giờ chú dốt, chú trình độ học vấn nó kém, cho nên mình mạo muội để lên đây để trao đổi với cháu những cái phần kiến thức. Đó là tình thương thôi. Cái tình thương của chú muốn lên đây để chú nói để cho mọi người có thức tỉnh. Chứ chưa thật ra bây giờ cái này không phải chú phe nha. Chứ cái này chú cũng nói thật luôn ha, chú ăn chay năm nay là được 46 năm. Ăn chay năm nay được 46 năm mà chú nói thật luôn nha, bà con cô bác ai có chữ mắng gì, ai có khen tặng gì cũng đừng có nói hết, là tôi nói thật. Tôi nói thật để cho bà con có đức tin. Chứ không phải tôi nói thật để bà con đem tiền đem bạc, đem tiền dài dằn chồng cho tôi, không có đâu. Tôi đó không bao giờ tôi màng, bà con đừng nghĩ ngay rằng tôi nói đây để tôi lợi dụng bà con, không có. Dứt phát cái đó không có. Vì là chú ăn chay năm nay là 46 năm. Nói thật. Bà không biết vô bệnh viện, chú nói thật không biết vô bệnh viện, không có uống thuốc men, không có không có cái gì hết trơn á. Thì nói gọn nữa là từ ngày con virus tới giờ là chú chưa chích một mũi vaccine nào hết, không có chích một mũi nào, không có test, không có chích hết trơn luôn. Như vậy thì chú cũng vẫn phay phay thôi, chứ đâu có đâu bị gì sao. Bị gì sao mà dám chú liều mạng, chú gan chứ đâu có gan đâu, cũng nhát lắm. Nhưng mà mình biết nó dám làm, chứ không biết mà làm bậy làm bạ là hư. Cũng như mấy cháu biết làm cái mạng xã hội, mấy cháu lên Facebook đây là mấy cháu biết cái làm tầm bậy tầm bạ rồi nó hư hết. Vậy là chú biết cho nên chú phải làm biết gì. Thứ nhất chú đâu có gây quán gây thù chứ ai đâu, 40 mấy năm mà chú ăn chay không à.
mà chẳng những ăn chay không đó, ăn loại động vật tới thực vật không đó, mà còn dám miệu mạo đó, dám hà tiện là tặng 5.000, 10.000 đó mua loài vật phóng sanh nữa. Mình trả quán nè, bị hồi đó mình giết dòng giết họ người ta, bây giờ mình phải tập đó, mình ăn là cái chuyện đó mình nhường để nó phải rồi, nhưng mà phải cứu lại người ta, tặng mình đền ơn đất nghĩa. Cái dòng họ nó hình như là nó có cảm giao chú đó, con virus này như nó cũng có cảm tình với chú á, cho nên nó gặp chú là nó cái đó là tại vì chú đặt cái chú bịa chú nói, hay là cái lời của tôn sư nói thì thôi chú chứng minh. Chú bịa chú đặt cái thì mấy cháu còn nghi ngờ, chú Năm ông cũng còn phàm phu, ông cũng còn tục tử, ông nói nhiều khi có mập mờ mập mử cái chúng có sai. Nhưng mà trong kinh giảng Đức Phật nói là người tu nó gặp cúi đầu, người tu của Phật mà dám đâu, cái vậy là mình đâu có ghi cái đó gì đâu mà nó phải làm như mình. Cái vậy thì thôi để kết luận lại cái đề này với mấy cháu. Bây giờ nếu mà mình muốn tránh xa được cái con virus này đó, thì thứ nhất đó là bây giờ mình lỡ rồi, từ trước bây giờ mình đã lỡ rồi, bây giờ thì mình phải ăn năn sám hối, mình phải tự động cái lòng của mình thôi, chứ mình không có phải mình đi lợi chùa lợi miễu, mình đợi chỗ này chỗ kia để rồi mình gian mình giá mình xin cũng không có được. Bây giờ từ cái lòng mình nó phát khởi ra, mình ăn hiếp người ta, thì bây giờ từ cái lòng của mình, từ cái lòng mình ăn năn hối hận lại, tự động hứa hẹn lại, bây giờ từ đây về sau cái đó là cái ăn quệ đó. Nếu mà mình không có được vậy là nó không có cảm giao đến những loại đó là mình tránh không khỏi đâu. Cái vậy thì từ đây về sau mình không còn nên bước chân nơi đó nữa. Tôi hứa là từ đây về sau tôi không có bước chân vô cái ranh giới của mấy ông nữa, mấy ông mấy bà nữa, tức là cái loài động vật đó. Một thứ nhất, rồi qua cái thứ hai nữa là mình phải tự làm những cái việc thiện, mình bầu đắp cái việc thiện mình lên, bởi vì mình nó bệnh mà mỗi một việc thiện mình là mỗi một cái viên vaccine đó, chứ đừng có trông chờ ba cái loại mũi vaccine này, nó cũng không có hiệu quả đâu. Mỗi một việc thiện mình là mỗi một cái liều vaccine, nó làm cho cơ thể mình nó làm cho cơ thể mình nó điều hòa là một nè. Thứ hai nữa, cái cơ thể mình nó có đầy đủ những đề kháng, là dầu con virus nó có vô nữa, mấy cháu cũng yên tâm, nó vô chút thì nó ra hả, bị gì nó vô mà nó không có đồng minh, nó không có đồng phạm của nó là đi. Thì thôi, cái lời thô thiển của chú kết luận với mấy cháu là nó có hai vấn đề chính. Một là cái con vi trùng này đó là mình chưa biết được cái nguồn gốc của nó, chứ mấy cháu không nên khẳng định nó là ở đâu. Mà nếu mà chưa khẳng định nó, bây giờ thôi mình cho nó là cái con vi trùng thiên nhiên đi. Chứ có nhiều anh em ta cũng nói là cái này là trời cho trời phạt, không có phải. Mình đừng có nghĩ nghe ông trời ông không có thương ai, không ghét ai, chân ông trời ông cũng thương mấy vi trùng lắm, chứ ông đâu có bỏ bị con vi trùng này, cũng là một trong muôn ngàn loài chúng sanh, chứ ông trời ông đâu có thương cái loài người mà ông bỏ là vật. Nghĩa là vậy thì tất cả những cái hành vi gì trên cái vũ trụ này do con người mình tạo không à, chứ không có ai mà đem đến cho mình hết trơn. Đừng có nghĩ ngay ngày này đem đến, dầu cái thằng Trung Quốc mà nếu mà thật sự mà nó có gì ha, thì cũng do nghiệp báo chúng sanh. Nếu mà cái thằng Trung Quốc này mà mình kêu bằng thằng nó lỗi không, bây giờ mới kêu bằng anh đi, anh Trung Quốc này mà nếu mà ảnh có thật lòng mà ảnh ác ý vậy ha, thì cũng do cái loài người mình nó phải khiến gì đó, nó mới gặp mấy cái đó nó rủi ro. Mà thôi đi, mình đừng có nghĩ cái này là chưa chắc được. Mình nói nó là cái con vi trùng thiên nhiên đi, nó là chúa gia trùng để đến đây để nó đòi mạng của cái dòng họ bà con của nó trong nhiều đời nhiều kiếp có chúng sanh. Nói vậy thì bây giờ mình muốn nó không có phá quấy mình thì như tôi nói nữa đó, kết luận lại đó là mình phải ăn năn, mình phải năn nỉ, rồi mình mình phải cứu dân dòng họ đó, mình làm cho người ta thấy. Cũng như bây giờ chúng nói thật luôn nè, bây giờ ở tù binh với tù binh nhau đó, ví dụ như bên Liên Xô với bên Tàu Mỹ gì đi, mà nếu mà anh muốn cứu cái thằng tội phạm của anh, nhưng Mỹ đó, dân Mỹ nó cũng thương dân lắm mà dân mà ai không thương, tại mà có con người ta cưng yêu muốn chết luôn, mình yêu con mình thì dò dẫn nó cũng yêu con mình, nó có Iran đó. Bây giờ vậy thì anh muốn tôi thả tù binh tù phạm anh thì anh thả tù tôi hai cái người mới đổi chọn qua lợi, mình trao đổi mấy quà động với nhau, chứ anh bắt anh giết tôi hoài mà anh biểu tôi tha anh không có rồi. Như vậy bây giờ mình có thả tù binh người ta đi, đừng có bắt tù binh người ta giết nữa, thì người ta sẽ ăn khá cho tù binh của mình. Dạ ông Năm câu hỏi vấn đề này, thì từ năm 2019 cho đến hiện nay thì con số là người mình chết là rất là nhiều, và con coi trên mạng cũng quá chết gì cũng được đó, là trên 6-7 ngàn người, và tai ương như là
tập tác và chiến tranh thì cũng rất là nhiều, thì không phải đây là vào cơ sàng lập ăn việc lần lần để tỷ người vào hội Long Qua hôm năm, và hôm năm có tin rằng có hội Long Qua và đời hôm qua cái này sao tôi nghe nhiều tín đồ giáo hảo, một là cái đời tôi quên rồi, hai là cái hậu Long Qua. Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ chú nói, bây giờ chú nói thiệt không à, chú nói thực tế chứ không có bao giờ mà chú nói xa rồi. Dạ. Bây giờ thí dụ như cái gánh hát, gánh hát hoặc giả cái trò vui đó, bây giờ người ta có đăng lên rồi, đăng lên chi vậy? Bây giờ mấy cháu hiểu không, ta đăng lên chi vậy? Thí dụ như bây giờ cái gánh hát hay nó đăng có đào có kép, ví dụ như ông ta đăng lên rồi, ta đăng lên để cho mọi người ta nhìn, ta biết là đăng, người ta chuẩn bị. Yeah. Ví dụ như những cái người mà người ta yêu thích á, người ta chuẩn bị để người ta lo ra giấy tờ, giấy do lo tiền lo bạc, đăng người ta chuẩn bị tới cái ngày mà nó khai trương hoặc tới cái ngày mà nó diễn xuất là ta đến ta tham dự. Yeah. Bây giờ vậy là cái hậu Long Qua rồi chứ, cái đời thương quân. Cái đó là ông Phật ông dán bản hiệu đó. Dạ. Ông dán bản hiệu cho ai? Cho toàn cả cái bầu trời. Dạ. Cho toàn cả nhân loại chúng sanh. Dạ. Bởi vì cái hậu đó nó có vui không? Cái hậu đó có vui không? Có kép đà kép nào? Tôi nói thế gian này mấy cháu toàn hội thông cảm nha. Có kép nào kép nào? Ví dụ như bây giờ mình cái gánh hát lại thì nó phải đăng lên mấy cái loại mà đào kép dữ rồi chứ, mà đăng lên mấy cái ông mà tào lao tôi xem ai mà chuẩn bị tiền bạc đi coi chứ, chứ mất công mà đăng. Dạ. Vậy thì cái hậu Long Qua đó có đăng rồi, cái đời thượng quân có đăng rồi, tức thầy nó lập rồi cái hội Long Qua là cái đời thượng quân đó. Nhiều mấy cháu đó biết cái đó là dễ rồi đó. Yeah. Cái đời thượng quân với cái hội Long Qua nó nghe chú thấy nó hình như nó cũng khó hiểu với cái người trần gian này lắm mà, nhưng mà chú thấy cái đó rất dễ. Rồi mấy cháu hỏi chừng nào chừng nào diễn xuất, chừng nào có thì cái phần đó phan chút chiếu nữa mình lại tính nữa. Chứ bây giờ được không, mình ta gánh hát nó chưa tới, nó chưa hát thì chú nói nó hát rồi, nó chưa hát thì nếu mà nó hát rồi thì ta đi coi làm chi, mà nếu mà nó chưa tới thì biết khi nào nó tới, rồi mình không biết khi nào tới thì chuẩn bị sao được. Yeah. Vậy thì Đức Thầy đã lập rồi. Rồi mấy cháu biết lập đầu chưa, lập đầu hay chưa, mà theo mà quan điểm mấy cháu nói chưa. Yeah. Mà Đức Thầy nói lập rồi, cái đó không phải chú nói nha, Đức Thầy nói có không mấy cháu, đúng không? Yeah. Đức Thầy nói lập rồi cái hậu Long Qua, vậy là chờ Đức Thầy về hỏi à, ông lập ở đâu. Yeah. Ông lập ở đâu tới bây giờ mà tôi chưa thấy, rồi sao vậy lập rồi cái hậu Long Qua là Long gì? Lập rồi hậu Long Qua mà thôi đi, bây giờ nói xin lỗi thầy, ông tha thứ cái tội lỗi cho con chút, vì cái đó con nóng lòng quá. Không, vì ông nó lập rồi mà tại sao mình không thấy? Bởi vì mình tối ngày đi theo tào lao không nè, tào lao mới thế, theo cái chuyện trần gian, theo cái chuyện ăn chơi nhậu nhẹt chứ phung phí xa qua, rồi theo cái chuyện khè khơi này thì danh lợi tình không, chứ có biết gì đâu mà thấy. Mà có người thấy không? Có chứ. Người nào thấy? Người hiền thấy, người hiền nó thấy chân à. Thấy cái hậu đó hay lắm, cái hậu đó tiên Phật nó hát thì tối ngày không ra tới, mấy cháu chưa thấy chứ chú thấy rồi trơn. Yeah. Mà nói không phải như nói ông lên mà xuống nha, thiệt chừng nào mấy cháu hiền mà mấy cháu thấy cái hậu Long Qua. Yeah. Còn mấy cháu còn hung cho mấy cháu trong có chết luôn cũng chưa thấy cái hậu Long Qua, cứ thầy nó lập rồi cái hậu Long Qua sao nữa. Nếu mà mình hiền đức là mình ở trong hậu Long Qua, còn nếu mà mình hung tàn bạo ngược thì mình ở trong cái địa phủ âm phủ, chứ làm sao mà thấy được hậu Long Qua. Như vậy thì cái hậu Long Qua nó không có quan trọng, mà mình xin lỗi chứ nó không phải là không quan trọng, nhưng mà nó quan trọng là coi mình tập rèn mình coi có đủ những cái đức tánh, đủ những cái phần mà hiền đức hay chưa. Nếu mình chưa có cái mình chưa có hiền có đức ha, thì cái hậu Long Qua nó đến nữa thì mình cũng bó tay, mấy con ơi không có hưởng thụ gì đâu được cái trong cái hậu Long Qua chứ đời tương quân. Bây giờ thôi để chú kết đừng lại. Yeah. Bây giờ cái gánh hát người ta đã dán cái bích chương, người ta báo cáo cho mình biết cái ngày giờ để người ta dán màn người ta hát, thì bây giờ thôi mấy cháu xét lại coi bây giờ mình có chuẩn bị đủ những cái điều kiện chưa, mình có đủ cái nhu cầu, mình có đủ phương tiện mình đi đến cái gánh hát đó chưa. Yeah. Rồi bây giờ coi mình có đủ tiền để mình vô đó mình mua được cái vé ngầu chưa, hay là mình phải vô vé đứng, hoặc giả mình đi được ngồi được hạng nhất, hạng gì, hạng ba gì chưa. Rồi cái đó là cái quan trọng. Còn cái hậu Long Qua, lập rồi cái hậu Long Qua thì cái phần đó để không thẳng từ từ nó sẽ đến. Mà cái quan trọng bây giờ chú cũng nhắc nhở lên toàn cả mấy cháu đây, chứ cái anh em những cái người nào mà muốn đến cái dự Long Qua, hậu Long Qua đó, thì bây giờ phải chuẩn bị.
mình nói thế gian đó là chuẩn bị tiền đi bạc, chuẩn bị phương tiện xe hơi du lịch gì đó, đặng người ta có ta hô cái là mình đi liền, cái y tới liền. Thì bây giờ trong đạo, trong cái người tu đó, bây giờ cái hậu long qua là chú nói cái thế gian nãy là cái gánh hát đó là nó có đào kép giỏi, nhưng mà cái hậu long qua này là mấy cho biết bao nhiêu cái bộ phận thành phần đó nó làm dự không, tham dự không biết không? Còn ta đó mình còn không biết. Phải tìm cho biết. Tàng mạc ơi, đã gánh hát giác bích chương rầu tên tỏ họ tuổi tên rõ ràng mấy cái danh ca tàu hề. Mình không biết thì mình phải tìm hiểu, mình coi lên đưa cái giấy, đưa lấy cái gì ta đưa nó ra giải trong đường, nó kêu gì? Nó phát từ đâu đó, mình coi coi nó có hợp với mình không, mà hãy đến coi. Vì từ cái hội hôm qua đó là do tiên Phật thần thánh mấy ông hội. Mà nếu mà mình muốn bước sang của đó thì đương nhiên là mình với đó đó, mình phải hiền lương. Chứ cái hậu long qua nó phải là hậu tâm thực, hậu long qua là hậu Phật trời, tiên Phật thần thánh hậu không, như cái người hiền. Vậy thì mấy cháu muốn thay cha hậu long qua thì bây giờ tôi cái giá đứng là hiền đức. Như vậy là hiền như thế nào mới gọi là hiền đức? Bây giờ sau năm giải cho mấy con hiểu luôn. Thì cái hiền đức là một là mình phải diệt lần lần mấy cái tham sân chi là mình mới có hiền thôi. Ví dụ như với hai nữa, bây giờ mình tập ăn chay thôi, mình ăn rau cải, ăn thực vật đó là mình chỉ mới có cái hiền thôi. Rồi bắt đầu mình muốn có đức thì mình phải tập phóng sanh. Chú nói gọn đi, bây giờ ví dụ như cái hiền là mình ăn là mình hiền đó, mà mình phải có cái đức đó là mình phải phóng sanh ít nhiều. Nếu mình càng phóng nhiều thì mình càng đức độ nhiều, chứ mình không có phóng sanh thì mình thiếu đức. Nãy giờ thì ông cháu mình nói chuyện cũng được 30 phút rồi đó ông Năm. Thì ông Năm ơi, cho con hỏi một câu này rồi mình kính đại ông Năm. Dạ. Thì cũng có vài anh em hỏi con đó một câu như này, là hỏi ông Thành ơi, Thành đi quay nhiều chỗ gì đó, biết này biết kia, rồi cái ông Thành cái địa ngục có thiệt không có thật? Con hỏi con gì đó, theo như ông Năm thì như thế nào? Mô Phật, đúng hay lắm. Dạ. Mà mấy cháu đừng có ngại. Và khi người ta hỏi rồi mấy cháu nghĩ mấy cái phản ứng mấy cháu làm sao? Dạ thì con trả lời, con biết sao trả lời vậy? Thì mình trả lời mà mình phải tự nhiên. Dạ. Bởi vì ở đời chú thường nói mấy cháu đó, mình phải có một cái bình tĩnh, rồi mình từ từ giải quyết, cái đó là cái hay đó. Rồi ta hỏi địa ngục có thiệt hay không hả? Dạ. Thì bây giờ không, mình nằm ở đâu? Bây giờ trước khi mình muốn khai mở cho người ta có biết được cái địa ngục có hay không đó, thì mình phải lấy nhiều cái ví dụ. Bây giờ thí dụ như chú đi, chú mấy cháu tăng được cái dầu vàng nha, bình tĩnh. Chú bây giờ chú đang mù phải không? Mà bây giờ cái đèn mấy cháu đang mở lên thì chú hỏi cháu vàng ơi, có ánh sáng thiệt hay không? Rồi mấy cháu trả lời sao? Chú đang mù nhắm mắt nè, rồi hỏi cháu vàng ơi, ánh sáng có thiệt hay không? Rồi mấy cháu trả lời chú làm sao? Có chứ. Có đâu? Có đâu? Chú đâu có thấy nó có đâu mà mấy cháu nó có, chú đâu có thấy ánh sáng đâu. Rồi sao? Tại vì chú mù cũng thấy, con thấy được, con mới nói chú là có ánh sáng. Bởi vậy thì mấy con nó dốc, đâu chú mấy con nó dốc, bị chú đâu có thấy. Rồi sao? Rồi sao nữa? Tiếp tục nữa đi con. Nữa còn nữa nữa. Rồi sao? Bây giờ chú mù mà chú không thấy nè, mấy con nó có, chú nó dốc á. Thì sao? Thì con có tà. Có tà trong cơm. Vậy thôi. Vậy thì mấy con phải tính sao? Đừng có trả lời câu địa ngục. Bây giờ hỏi coi bà có biết thế gian không? Địa ngục nó xuống dưới đất á. Bây giờ bà muốn biết địa ngục thì bà phải biết trong thế gian này trước nè. Thế gian bà không biết rồi làm gì mà có cửa mà biết địa ngục. Rồi ra mấy cháu đừng có dậu chỉ. Bây giờ một thứ nhất là như chú mù đó, mấy cháu làm sao? Mấy cháu phải lấy cái tay nãy chú nắm nè, mấy cháu dành hí lên nè. Rồi từ từ chú hí chú mở mắt rồi chú mới thấy. Rồi chú mới tin. Chú không thấy mà chú mấy cháu nói hoài ha, chú không có tin vì chú không có thấy, chú không có có, ta mù làm sao mà biết ở đâu mà có mà tin. Vậy thì bây giờ mấy cháu phải hí, chú lấy hí là mình đỡ lắm chứ, phải kính thuốc. Kính thuốc mạnh, thầy hay thầy giỏi, mấy cái ông mà chuyên tay mắt mũi họng đó, nên chuyện mắt đi chị cho nó sáng mắt lên thì lúc đó ta thấy rồi. Thôi bây giờ trở lại, bây giờ nếu muốn biết địa ngục đó thì phải biết Trần gian. Bây giờ tôi hỏi ông, Trần gian có tù không, có khám không? Hả? Có chứ. Có hả? Sao hả? Cái tù có khám để làm chi vậy? Để phạt những người phạm tội. Thì cái tù cái khám nó có là để trừng phạt những cái kẻ vi phạm pháp luật. Anh vi phạm pháp luật, anh phá hoại xã hội, cho nên xã hội người ta không chấp chứa anh, ban nên bắt buộc ta phải đưa anh xuống cái khám để ta giữ anh,
rồi đưa anh khám không phải không, phải tốn cơm tốn gạo tốn nhà giam rồi phải có người giữ rồi có người ta có nhà giáo ta dạy anh nữa, ta dạo ta cải tạo anh không, ta cải tạo anh chừng nào anh trở nên cái con người đàng hoàng đó thì ta cho anh về anh hòa nhập với xã hội sống. Cái gì thì địa ngục là gì? Địa ngục là trừng trị những cái kẻ ác gian. Bây giờ nó trên dương gian thì anh gây cái tội lỗi quá sức nhiều rồi, bây giờ nếu mà không có bắt anh xuống đây để mà trừng phạt anh đó, để trả quả báo trên trần gian này thì ai chịu nổi với anh đó. Cho nên phải có địa ngục, chứ anh đừng có nghĩ ngay rằng nếu mà anh muốn có biết có địa ngục thì anh phải biết cái thù cái khám ở trần gian. Trần gian có thì địa ngục có chứ, tại sao trần gian có mà địa ngục không có là sao? Thế như vậy thì không phải trần gian ở một nước mà trần gian ở tất cả những các nước trên thế giới này, nước nào cũng có chứ, nước nào cũng có ít nhiều thôi, tùy theo cái tội trạng của mỗi nước thôi. Như ở các nước đó nhìn hình như cái tội nặng đó, nó không có tử hình nha, mà ở mấy cái nước châu Á mình đó, mà vi phạm hình như có 300-400 heroin hay gì đó là cắt tùm đó, là tử hình đó. Đó vậy thì do cái hoàn cảnh, do cái địa phương, do cái luật pháp và địa phương để trừng trị. Vậy thì anh ở đây cũng vậy, anh vi phạm tội lỗi rồi anh xuống địa ngục, đâu phải nó có một cửa đâu, nó nhiều cửa địa ngục lắm. Nó ví dụ như cháu dòng sâu nè, rồi gươm đau nè, rồi kiếm lửa nè, vân vân. Thôi bây giờ để tóm được lại, bây giờ nếu mà muốn biết có địa ngục hay không đó thì mấy cháu phải khai thị cho người ta có cái gì kiếm, và đồng thời đó thì mình phải lấy cái trần gian để cho người ta hiểu, hiểu trần gian có là địa ngục có. Rồi nó mô là nhiều Phật. Bây giờ là nói sao cùng hả? Nam mô A Di Phật. Cái lời nói sao cùng trước khi chia tay đó thì tôi cũng xin có một ý kiến trước, là ở đây cũng trên cái sự việc là tình thương, tình thương và sự thật. Thứ hai nữa là muốn nói lên những cái ý này ý kia, không phải nó có cái mưu trời thẩn, nó không có những cái xuyên tạc, nó cũng không có những cái dối giả gì hết, mà nói bằng cái tấm lòng chân thật. Chân thật ở đây là cái tình thương đó. Bây giờ mình thấy cái dương gian này bây giờ nó quá sức khổ rồi. Tôi nói hoài nó quỷ, tôi từ đây về sau nếu mà tôi có lên mạng thì tôi nói hoài luôn, tôi nhắc hoài luôn. Bởi vì cái trần gian này không có cái gì mà gọi là hạnh phúc hết. Cái gì mà mình tính ra tất cả những cái cuộc sống hàng ngày hàng giờ đi, đừng nói virus này, tôi nói thật, cái con virus này tại nói để mà nói thôi, chứ nó chỉ nó có một cái khổ trong muôn ngàn, chứ không phải con virus này nó là một cái gốc đâu. Con virus này nó là cái loại nhánh lá nhánh lá để nó trừng phạt, nó trả báo, nó làm cho cái dân gian khổ đau thôi. Chứ còn sự thật hàng ngày đâu phải những người không bị virus không khổ đâu. Những cái người không bị virus họ vẫn khổ. Khổ gì? Đi mặn cũng chết mấy có ăn. Bây giờ bà con mình tự suy nghĩ coi đúng không? Kẻ mua tạo bán tầng, người việc này việc nọ, rốt cuộc cái gì do sức ăn người ta đi làm muốn chết, mấy cái ăn cũng như con trâu con bò mà nó đi cài muốn chết gì, nó có bỏ cỏ ăn. Bà con ơi, không như sướng đâu. Mình khác hơn con trâu con bò là mình có phước báo hơn chút, là mình có cái đầu óc khôn ngoan, rồi mình có không có mang lông đậu sừng, cho nên mình làm chủ được mình, cho nên mình khác đi sung sướng chứ không có sung sướng đâu. Tuy là mình sung sướng hơn những cái loài đó chút, cái sự đặt ra mình chưa có bao giờ sung sướng hơn những bậc cao hơn. Cho nên anh em mình chúng ta, tôi khuyên bà con phải cố gắng lo tu. Tu là chi? Tu là mình giải quyết được cái cuộc sống trong hiện tiền, không còn mang lấy những cái quả đau khổ, tức là không còn luân hồi sanh tử, không còn bệnh già bệnh chết nó hành hạ mình. Bây giờ nói chút xíu đi. Bây giờ có nhiều người, người ta chưa có bị con virus, người ta không có bị cái bệnh tật nó hành hạ, phải còn thấy nó sung sướng không? Đâu có sung sướng đâu. Bây giờ ghiền một cái thuốc cũng khổ, chứ đừng nói chi tới cái con virus. Hỏi tại sao khổ? Mà bây giờ chú cũng quan nên ca tụng cái phật đó, chú cũng có coi lâm học là chứng minh được một con điếu thuốc đó làm nó tới 4.000 con vi trùng ung thư đó. Mấy cháu coi có đúng không? Nó bây giờ còn một ly rượu, một ly rượu khi mình uống vô, con virus nó vô cơ thể mình, nó cũng hành hạ xác thân của mình. Nhưng mà cái ly rượu mà Đức Thầy ông diễn thuyết là tủ nhiễm vào thân thể bất an, mình uống một ly rượu vô là cái cơ thể con người mình nó bị biến chất, nó thay đổi hết tất cả những cái bình tĩnh, cái thản nhiên.
Thôi vậy thì hôm nay tôi cũng xin thiên tất cả những cái bà con trên cái vũ trụ này phải tự kiềm chế lại, rồi cũng phải tự suy nghĩ cho nó kỹ lại trong cái đời sống mình nó có đáng hay không, coi nó có đáng sống được không, nó có hưởng thụ được trọn vẹn hay không. Nếu mà nó không có đáng sống quá thì mình cũng phải tìm một cái nơi nào để cho nó đáng sống. Tức là mấy cháu nói giờ cái đời thương vân đó, cái đời đó là cái đời nó giải quyết cho mình đầy đủ những cái vui. Tức là mình ở nhà mình buồn tẻ lắm, mình lên cái đời thương vân đó mình mới sống vui. Vậy thì cái lời nói sau cùng của tôi đó, rồi tôi cũng xin nhắc nhở bà con, mình phải nghiệm xét, mình phải tự nghiệm xét cái đời sống của mình trong hiện tại, coi từ sáng tới chiều mình làm cái gì, rồi mình hưởng cái gì, mà trong cái hưởng cái gì đó. Bây giờ thôi, bây giờ kết thúc lại, tôi chỉ nói gần thôi, nói xa quá bà con thấy, tôi nói chỉ ba tắc thôi. Bây giờ những cái gì bà cần, cái muôn ngàn những cái cần thiết nha, nhưng mà ở đây tôi chi tiết một cái nhu cầu cần thiết trong hàng ngày đó, món ăn thôi. Bây giờ món ăn, ăn mặn ăn chay cũng thế thôi, ăn mặn thì gây những cái nghiệp tội lỗi, ăn chay thì nó bớt được cái quả quá tội lỗi thôi. Nhưng mà tôi nói thôi, mà bây giờ bà con tự suy nghĩ đi, bây giờ mình xích tiền ra mình mua một cái món đồ gì đó, rồi mình đem về mình xào mình nấu, rồi bây giờ tôi nói cho ba tắc tới ngày ba tắc từ ở đây đo xuống đây thôi. Bây giờ mình mới đưa vô cái lưỡi của mình, mình đưa vô cái lưỡi của mình ngậm đi, rồi mình đưa cho người khác, cái người nào dám dùng không, cái người nào là cái người dám ăn không. Ví dụ như tôi ngậm trong miệng tôi rồi tôi đưa cho mấy cháu dám ăn không là một. Rồi thứ hai nữa, bây giờ mình phải thấy sâu thêm chút nữa, mình thấy từ cái lưỡi, cái môi đưa vô, phải không? Mới bắt đầu thì mình thấy bên ngoài nó là bóng bẩy, nó là hương vị, nó là màu mỡ chứ thật ra đưa vô cái lưỡi mình rồi là mình thấy nó biến chất rồi, nó biến chất rồi. Mà khi mà mấy cháu lỡ nuốt vô tới cổ đi, nó vô đây vô mấy cái năm phần nha, ở đây nó đụng môi mới có phần, vô đây năm phần rồi đó, năm phần lỡ mình nổ ủa ra cái ỏi thì mình nói không phải, nó mấy cái xúc vật chuyện nó gặp nó còn muốn gớm chứ đừng nói con người không dám ăn đâu, ghê lắm. Rồi bây giờ đi sâu vô chứ, nuốt vô mình mới tự suy nghĩ chứ. Con người mình có rồi óc, mình thông minh, mình học lên trời xuống biển, mình học thầm bim rồi đây, tiến sĩ thạc sĩ bác học, mình học chế biến cái vũ trụ hết trơn, mà tại sao cái này mình học không được? Tại mình không quan tâm, chứ mình chịu quan tâm chút là mình thấy liền dễ ở hay không khó khăn hết trơn. Rồi bây giờ mấy cháu nuốt vô trong lò thứ ba tắc bốn tắc đi, vô đây tới đây nó nằm hầu đó, ngoài này nó là cao lương mấy vị. Cao lương cái gì là mấy cháu mình hiểu rồi, chú dốt chú ngon phải đúng không? Cao lương cái gì tức là món ngon đó, món ngon vật lạ đó. Để vô đây nó nằm êm ở đây nè, nó nằm êm đây mà nó im lặng đó, để cái cơ thể mình, cái tế bào, cái ngũ tạng mình hoạt động ha, bài tiết ra được ha thì ok nha. Còn nếu mà cái cơ thể mình trong đó nó không hoạt động được thì mấy cháu thấy nguy hiểm lắm. Người ta nói là ngộ độc thực phẩm gì đó, nó vậy không là, tiêu. Mới vô mình đè nó chút xíu nó đè lên mình. Nó không tiêu thì nó sẽ phản tác dụng. Nó phản đấu lên mình liền, nó làm cho mình có đôi khi nghẹt thở nè, có đôi khi lỡ lết bao tử nè. Rồi thôi chú nói cái đó là chú nói cái phản tác dụng đi. Rồi tôi nói một cái thận chiều. Nó cái thận chiều là gì? Cái thận chiều tức là nó nằm im luôn đây. Rồi chứ bắt quá trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi. Tôi nói bà con không có lâu đâu. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì mấy cái món ngon vật lạ nó biến thành cái gì bà con? Dạ, chứ mấy cháu biến thành cái gì? Cái món đồ quý không? Cái món đồ đó quý không? Hay là cái món đồ đó ai gặp cũng đê tiện hết trơn, mà sao mình đeo bọc gì vậy? Mình đeo bồng, mình trần nếu mình chết sống, mình hy sinh cả tội lỗi này, tội lỗi kia. Rồi cái linh hồn mình nó bị đọa lạc từ kiếp này đến cái kia, nó triền miên mà phải nó trả cái giá 5 năm với nhau ha. Thì mình cũng không có thiết uổng nữa, mà nó trả cái giá quá tèn đắt. Cuộc đời có mấy lâm hơi, Đức Thầy nói kết luận, cuộc đời có mấy lâm hơi mấy cháu ơi, sao nữa mấy cháu đọc tiếp chút coi. Cuộc đời có mấy lâm hơi, hỏi dai có một, mà mấy cháu mình đã trả lời cái lâu ba. Như vậy thì thôi, tôi cũng không có dám nói những cái gì quá xa xôi, tôi nói những cái chuyện gần gũi trước mắt đây nghe mắt thấy cho bà con đó. Thì bây giờ bà con nào mà có hữu duyên hữu phước với tôi nói riêng, thì tất cả nói với hữu duyên hữu phước với Phật pháp ấy, thì bà con tự suy nghĩ lại. Mình phải tự suy nghĩ, chính tôi cũng nhận nè, tôi nhận lên một lần cuối cùng nè, tôi là người dốt nhất nè. Tôi dốt các bạn, tôi dốt cùng cặn ở trong cái xã hội này luôn đó. Mà tôi chỉ biết cái suy nghĩ trên đó đó, để tôi kiếm một cái cách, kiếm cái cách nào mà để tôi không còn có bị những cái chướng ngại, không có bị những cái đau khổ này nó hành phạt tôi nữa. Cái đó là cái hạnh phúc của tôi. Thì thôi cuối cùng tôi cũng xin ước mong và nguyện giái cho ơn trên mười phương chư Phật gia hộ cho toàn cả quý vị. Nói chung mỗi người phải có ý thức lại,
suy đi tính lại cho nó kỹ càng rồi, để rồi chúng ta bước lên cái con đường thiện nghiệp để đi đến những cái chỗ an toàn vĩnh viễn, không còn mang lấy một tí đau sầu. Thì thôi, cuối cùng cũng xin hết, và cuối cùng cũng xin nhận những cái khuyết điểm. Nếu mà lỡ có cái gì mà sai tật đi thì toàn cả xã hội, bà con cô bác cũng quan hỷ dùng ta thứ dùng, cảm ơn. Rồi nếu mà nhân viên hẹn tới nữa có gặp thì tiếp tục.